Xin kính chào anh chị em trong gia đình Sa Lê Dương Việt Nam và quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Đồng hành với người trẻ do kênh truyền thông Sa Lê Dương thực hiện. Trong chuyên mục lần này, chúng ta tiếp tục gặp gỡ cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, tổng cố vấn vùng Đông Á châu Đại Dương của tu hội Sa Lê Dương Đông Bosco gồm 12 tỉnh dòng. Đồng thời, ngài cũng là dịch giả của tập sách Người Sa Lê Dương trẻ và việc đồng hành do Ban Đào luyện và Ban Mục vụ giới trẻ của tu hội Sa Lê Dương Đông Bosco xuất bản. Chúng con xin kính chào cha. Xin được kính chào tất cả quý vị, các anh chị em trong đại gia đình Sa Lê Dương, quý vị phụ huynh và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề giáo dục người trẻ. Thưa cha, lần gặp gỡ lần này thì cũng rất là xa so với buổi nói chuyện trước của cha do vấn đề cách ly xã hội do dịch Covid-19. Thì xin cha vui lòng tóm tắt lại nội dung của những buổi nói chuyện lần trước được không ạ? Vâng, thưa tất cả quý vị, đề tài chúng ta đang trao đổi đây gọi là đồng hành với người trẻ. Thì đồng hành chúng ta được hiểu ở nhiều khía cạnh khác nhau, vì như là một người trẻ được lớn lên gồm có thăng tiến, trưởng thành về vấn đề thể lý, rồi tâm lý, rồi tri thức, tình cảm, cũng như đặc biệt về vấn đề đời sống tâm linh. Vì vậy, trên mỗi chặng đường phát triển đó đều cần có những người đồng hành. Ví dụ như các vị phụ huynh phải đồng hành sát với các em bé, cho các em ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, rồi sau đó đưa các em đến trường để học, để được các giáo viên, thầy cô đồng hành trong vấn đề tri thức, rồi sau đó những cái mảng khác trong đời sống con người. Vì vậy, trong tất cả cái tiến trình phát triển con người, luôn luôn có những người đồng hành trong tất cả tiến trình ấy. Thưa cha, thế còn trong lần này thì cha muốn trình bày về đề tài nào liên quan vấn đề đồng hành ạ? Và như tôi đã nói với tất cả quý vị, đó là người anh em Sa Lê Dương chúng tôi thì tập trung vào cái đối tượng của người trẻ và đồng hành với người trẻ khi các em là tuổi thiếu niên cho đến khi các em bước vào cái độ tuổi thành niên, có nhiều góc cạnh khác nhau để đồng hành với các em. Và vì thế, trong lần này, chúng tôi xin được trao đổi với quý vị đồng hành theo cách của anh em Sa Lê Dương khi làm việc mục vụ giáo dục với người trẻ. Thưa cha, đối tượng phục vụ chính yếu của tu hội Sa Lê Dương cũng như gia đình Sa Lê Dương trên toàn thế giới là các thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi. Vậy đối với đối tượng này thì chúng ta có những yếu tố nào để đồng hành ạ? Độ tuổi thiếu niên và cái thời gian bước vào độ tuổi thanh niên là độ tuổi về mặt tri thức đang thâu nhận rất nhiều kiến thức để cần thiết cho cuộc sống của mình, cũng như bắt đầu làm những chọn lựa để hình thành nhân cách của mình, tức là đời sống đạo đức, cũng như là phát triển tất cả những tương quan. Vì thế, hai cái mảng lớn để có thể đồng hành với một người trẻ như thế thì bao gồm cái cộng đoàn hay là gọi là cái môi trường, và tiếp đó là những tương quan cá nhân giữa người đồng hành với người trẻ và người trẻ đối với người đồng hành. Thưa cha vừa nói tới về vấn đề tạo môi trường, cha có thể nói rõ hơn về môi trường này là như thế nào không ạ? Đối với anh em Sa Lê Dương cũng như tất cả các thành viên trong đại gia đình Sa Lê Dương Đông Bosco, khi phục vụ người trẻ thì họ cố gắng tạo nên một cái môi trường gia đình. Nơi đó mỗi một thành viên được cảm thấy thoải mái như trong nhà của mình. Họ có thể diễn tả mình một cách rất là tự do, rất là thong dong, và đồng thời cũng đảm nhận những trách nhiệm để mình được lớn lên trong gia đình đó. Vì vậy, cái tinh thần gia đình được tạo trong môi trường này rất là quan trọng giữa người trẻ và những người được đồng hành, và cũng như tất cả những yếu tố cần thiết để cho một người trẻ có thể phát triển. Tôi nói ví dụ, để một người trẻ họ cần có những cái môi trường học tập, vì vậy họ cần phải có những lớp học, những không gian học tập. Rồi họ cũng cần những cái giải trí, thì họ cũng cần có những thời gian để giải trí, rồi họ cũng cần phát triển về thể lý, cần có những sân chơi. Vì thế tất cả những yếu tố này gọi là yếu tố môi trường sẽ giúp cho người trẻ được phát triển rất là tốt. Và khi những người đồng hành cùng với người trẻ tạo nên được môi trường này, các em sẽ được phát triển một cách toàn diện, và sự phát triển đó mang một tính cách rất là tích cực, thong dong, tự do, để khi các em trở thành một cái người trưởng thành thì các em đã có những cái tố chất đầy đủ để trở thành một người công dân và những người Kitô hữu, đóng góp cho xã hội và cho giáo hội. Ngoài ra, trong cái tương quan của môi trường đó thì cá nhân của người đồng hành cũng như là cá nhân bạn trẻ đó sẽ được lưu tâm đến ba cái yếu tố như sau, đó là lý trí, thứ hai đó là lòng thương mến, và thứ ba đó là yếu tố tâm linh.
Thưa cha vừa nhắc đến ba yếu tố, trong đó yếu tố đầu tiên là lý trí. Vậy lý trí phải được hiểu như thế nào và có vai trò như thế nào trong việc đồng hành ạ? Một con người được Thượng Đế ban cho cái trí khôn, đó chính là cái lý trí. Lý trí luôn luôn tìm hiểu, thắc mắc, và khi được mời gọi đảm nhận một công việc gì hay phải làm điều gì thì lý trí của con người luôn đòi hỏi tại sao tôi phải làm điều này. Chúng ta đã thấy như một em bé trong gia đình 3, 4, 5 tuổi trở lên đã biết sử dụng những cái câu hỏi thắc mắc tại sao thế này, tại sao thế kia, và những câu trả lời của người lớn, của cha mẹ, của ông bà hay của các anh chị lớn tuổi là tạm đủ cho kem. Ví dụ, tại sao con chim nó bay? Bởi vì nó có cánh. Và người lớn trả lời con chim nó có cánh cho nên nó bay được. Thế là đủ cho kem. Nhưng mà khi độ tuổi nó lớn hơn thì nó còn đòi hỏi cái cánh làm sao mà nó bay được. Cũng như máy bay nó cũng có cánh mà tại sao nó đâu có đập đâu mà nó lại bay. Vì vậy cái câu hỏi đó luôn luôn được đặt nơi cái bản chất của con người để con người lớn lên. Vì vậy đối với người trẻ thì yếu tố đặc biệt vào cái tuổi thiếu niên là một độ tuổi rất nhiều thắc mắc và đòi hỏi phải trả lời cặn kẽ, và nếu câu trả lời nào chưa thỏa đáp thì các em vẫn tiếp tục thắc mắc. Ví dụ nhiều phụ huynh sẽ cảm thấy trong cái giai đoạn mà các em vào cái độ tuổi thiếu niên, tuổi dậy thì những cái câu trả lời của phụ huynh không đủ, và nhất là các em nó muốn thắc mắc cho tới nơi tới chốn. Nếu chúng ta dùng cái phương pháp là áp đặt áp chế phải thế này phải thế kia, các em nó sẽ không chấp nhận. Vì vậy cái tính hiếu lý hay là hợp lý trong tất cả việc đồng hành rất là quan trọng cho một người trẻ. Thưa cha, thế còn yếu tố lòng thương mến là yếu tố cốt tủy của hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco. Vậy chúng ta phải hiểu yếu tố này như thế nào và yếu tố này được áp dụng như thế nào ạ? Trong khoa giáo dục của anh em Salesian và các thành viên đại gia đình Salesian thì ngoài vấn đề hiếu lý, hợp lý khi mình đối diện với người trẻ, sẵn sàng trả lời những thắc mắc của kem khi chúng ta mời gọi kem đảm nhận những công việc để ích lợi cho sự phát triển kem, thì bên cạnh đó là một yếu tố rất là quan trọng đến độ không thể thiếu được, đó là lòng thương mến. Cái người đồng hành cần phải có một lòng thương mến đối với người trẻ, coi họ như là con cái, coi họ như là em uốn của mình, để vì thiện ý của kem. Cho nên khi chúng ta mời gọi, nhiều khi chúng ta thấy mời gọi mà kem không đáp trả, đối với tuổi thiếu niên là như vậy, là không đáp trả, bởi vì kem muốn chứng tỏ cái bản lãnh của mình có những chọn lựa khác với những gì người đồng hành chỉ bảo hay phụ huynh chỉ dẫn hoặc là các thầy cô hướng dẫn, thì các em đang phát triển cái nhân cách đó. Cho nên các em nó đòi hỏi có sự tự lập. Vì vậy khi các em không những phải hiểu biết là những điều này là ích lợi khi chúng ta giải thích bằng lý trí, mà các em còn cảm thấy được cái tình thương của cái nhà giáo dục, của người đồng hành với các em, chỉ vì thiện ý của các em mà chúng tôi hiện diện ở đây. Và chỉ có lòng thương mến như thế, các em sẽ phát triển nên tất cả những cái tương quan thật tốt đẹp và sẵn sàng để đón nhận những hướng dẫn của người đồng hành. Thưa cha, vậy là điểm thứ ba và cũng là điểm cuối cùng của hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco chính là tôn giáo, mà một yếu tố là không thể thiếu được trong hệ thống giáo dục của Don Bosco. Như vậy yếu tố này nó ảnh hưởng đến phương pháp giáo dục như thế nào và được áp dụng như thế nào trong phương pháp này ạ? Theo kinh nghiệm của anh em Salesian Don Bosco cũng như của các thành viên trong đại gia đình Salesian khi dấn thân phục vụ người trẻ, họ hiểu, họ xác tín rằng bản tính của mỗi người trẻ đều rất là tốt, bản chất tốt. Nhưng mà các em cần được hướng dẫn, bởi vì mỗi con người chúng ta và ngay chính những nhà giáo dục hay người đồng hành cũng cảm thấy nơi bản thân của mình có những sự yếu đuối nào đó. Có nhiều điều chúng ta thấy tốt mà chúng ta không làm được. Chúng ta biết là ích lợi mà chúng ta không thể cam kết được, hay chúng ta không trung thành với cái sự cam kết đó. Vì vậy một yếu tố rất quan trọng nữa, không thể thiếu được, mà chúng tôi gọi đó là yếu tố tâm linh hoặc yếu tố tôn giáo. Đối với những người có những tín ngưỡng thì tôn giáo sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của một người trẻ, hoặc có thể trong một xã hội có những niềm tin khác nhau, họ có thể sử dụng những yếu tố tâm linh, ví như là lý tưởng phát triển của dân tộc, lý tưởng của lịch sử ghi những điều tốt lành để lại danh thơm tiếng tốt, đó là những cái lý tưởng tâm linh. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rõ hơn, đó là khía cạnh tôn giáo.
thì đối với khoa giáo dục Salesian Don Bosco, đạo giáo đóng góp một vai trò rất quan trọng, bởi vì không phải lúc nào những nhà giáo dục hay người đồng hành có thể ở gần gũi các em. Vì vậy, chính khi các em đối diện với cái tâm linh của mình như một cá vị, thì các em đối diện mình với một đấng tạo hóa, luôn luôn ở với các em, đồng hành với các em, là chính đấng đó sẽ nâng đỡ và trợ giúp các em trong tất cả con đường thăng tiến ấy. Nói tóm lại, ngoài cái yếu tố cộng đoàn tạo thành một gia đình, thì khoa giáo dục Salesian Don Bosco nhấn mạnh đến ba cái chiều kích hay ba cái cấu tố, đó là cái tính hiếu lý trong tương quan với các bạn trẻ, là cái lòng thương mến, tình thương dẫn đến sự thân thiện, gần gũi và các em thoải mái trao đổi với mình những ưu tư, những lo lắng, những thắc mắc cũng như những khát vọng để người đồng hành có thể hướng dẫn các em. Và điểm thứ ba đó là yếu tố tôn giáo. Trong tất cả ba cấu tố cũng như môi trường này, chúng tôi có một cái từ ngữ hơi đặc biệt đối với tất cả quý vị, đó là hệ thống giáo dục dự phòng. Hệ thống có nghĩa là cả một cái tổng thể việc giáo dục, không phải chỉ một cá nhân này hay cá nhân kia, không chỉ có một hoạt động hay một hoạt động kia, nhưng cả một cái tổng thể. Và giáo dục này mang tính dự phòng, có nghĩa là chủ động để giúp cho người trẻ có một môi trường thật tốt, một môi trường gia đình tốt đẹp, để các em có thể lớn lên về mặt tri thức, về mặt đạo đức, về mặt tình cảm, cũng như là để chuẩn bị các em trở thành những công dân tốt và Kitô hữu tốt cho mai sau. Vâng, chúng con xin cảm ơn buổi nói chuyện rất là thú vị, rất là hữu ích về đồng hành với giới trẻ. Xin cảm ơn cha rất nhiều ạ. Xin được kính chào quý vị. Có thể lần tới chúng tôi sẽ xin được trao đổi tiếp về một cái chiều kích không thể thiếu được mà tôi đã thoáng nhìn thấy, là đồng hành thiêng liêng tới đời sống tâm linh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin được trao đổi với quý vị trước. Đây cũng là một cái sự trao đổi để giới thiệu cái tập sách Người Salesian trẻ và đồng hành, và để có thể đào sâu hơn nữa trong tương lai, tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam có ban đào luyện cũng như ban phục vụ giới trẻ cũng như trường thần học Trần Phước Rinaldi sẽ cống hiến cho quý vị những cái khóa đào tạo đi chuyên sâu hơn về lĩnh vực này, để giúp cho các thành viên trong đại gia đình Salesian, để giúp cho tất cả quý phụ huynh cũng như giúp cho những ai quan tâm vấn đề giáo dục người trẻ sẽ có được những phương tiện, những kiến thức cũng như những dụng cụ cần thiết để giúp đỡ con em mình cũng như những nhóm giới trẻ bị phụ trách được phát triển một cách toàn diện. Xin cảm ơn tất cả quý vị.